Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về tình trạng ở tại giải Gaza, Ukraine và bàn cờ quân sự thế giới. Câu chuyện ở tại Ukraine và Gaza ngày hôm nay đang dấy lên một cái làn sóng rất lớn phẫn nộ ở trên toàn cầu. Và cái làn sóng hiện tại đang gây bất lợi toàn diện dành cho toàn bộ quan chức Mỹ và chư hầu của Mỹ. Bất lợi hoàn toàn. Và cái cuộc biểu tình hiện tại nó vẫn chưa phải là đỉnh điểm của biểu tình, nhưng mà cứ nghe, đang trong quá trình người ta gọi là dấy lên làn sóng, thì phương Tây cũng đang bắt đầu soạn thảo một loạt các luật mới là trấn áp người biểu tình. Tất cả mọi ý kiến trái chiều đều được cho là khủng bố tất. Mọi hành động ủng hộ cho Palestine đều cho là hành động khủng bố tất. Nhưng cái quan trọng ngày hôm nay, tất cả mọi hành động của quan chức châu Âu ấy, họ không thể ngăn chặn được và che đậy được tội ác của lực lượng Israel đang gây ra trên dải Gaza. Và họ cũng không thể nào ngăn chặn được đà suy thoái kinh tế của Mỹ và Âu. Chỉ cần hai yếu tố này thôi, kết hợp yếu tố thứ ba là thảm họa nhân đạo vẫn tiếp tục dấy lên ở tại dải Gaza, thì nó là một vấn đề nghiêm trọng đối với chính quyền. Nhưng Hoa Kỳ bây giờ làm gì còn lựa chọn nào khác? Chính Hoa Kỳ đã tự đi những nước cờ để khiến mình và đồng minh không còn đường lui nữa. Không có đường lui, nhưng vấn đề tiến về phía trước không được. Hoa Kỳ chưa đốt thuyền, nhưng vì vị trí siêu cường, muốn giữ vững cho giá trị đồng đô, Hoa Kỳ không thể lui lại được. Nhưng mà tiến lên cũng không được, tiến mới khó. Đứng ở giữa ngã ba dòng, chọn một hay để nước trôi xuôi. Nhưng hiện tại Mỹ vẫn đang đứng nhìn cả ba dòng chảy, chả biết là chọn hay là gì, hay để nước trôi xuôi, mặc cho số phận của cuộc đời. Cuộc chiến ở tại Trung Đông ngày hôm nay đang tạo ra một đòn bẩy thực sự hỗ trợ cho Liên bang Nga. Nhưng mà đau đớn nhất đối với thế giới phương Tây là lời tuyên bố của ông Zaluzny. Đó là đau đớn nhất. Một sự thừa nhận thất bại hoàn toàn mà chính quyền Zelensky không giải quyết được vì quá yếu kém, cố tình che đậy đi thất bại thảm hại trên chiến trường, buộc bản thân Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine phải tuyên bố để tìm được con đường cứu cánh đến từ phương Tây. Ngày hôm nay bản thân Iran đã đưa ra một tối hậu thư đanh thép dành cho Hoa Kỳ về vấn đề giải Gaza. Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề này nếu không có lệnh ngừng bắn ở tại dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố. Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột ở Gaza không chấm dứt. Không chỉ Hoa Kỳ không, mà Israel đang đưa quân đội của mình vào mồ chôn ở tại dải Gaza. Tình trạng cực đoan leo thang ở tại dải Gaza tới mức mà Bộ trưởng Di sản Iran còn tuyên bố không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Và đây là lần thứ hai Israel tuyên bố. Và một đồng minh của Mỹ tuyên bố nữa là cựu Tổng thống Philippines tuyên bố là thả bom hạt nhân vào dải Gaza và biến nó trở thành mảnh đất thây ma. Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng cho biết lời khuyên của chúng tôi dành cho người Mỹ là hãy dừng ngay cuộc chiến ở tại dải Gaza và thực hiện lệnh ngừng bắn, nếu không họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Iran đã tích cực kêu gọi chấm dứt đổ máu ở vùng đất Palestine và liên tục cáo buộc Washington gây căng thẳng ở tại Trung Đông kể từ khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự ở tại dải Gaza sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Và Israel cùng phương Tây tập thể ngày hôm nay cứ lấy lý do là tiêu diệt Hamas với cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 để biện minh cho hành động diệt chủng tội ác chiến tranh trên dải Gaza ngày hôm nay. Trước đó thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran nói rằng Iran đang phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng với sự hỗ trợ hoàn toàn của chính phủ Mỹ. Hoa Kỳ cùng đồng minh và Israel phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng trên dải Gaza ngày hôm nay. Nếu không dừng lại sẽ gặp một phản ứng đến từ Iran cùng với đồng minh của Iran ở Trung Đông đáp trả hành động của Mỹ và Israel.
Các hành động tội ác của Israel được Mỹ hoàn toàn ủng hộ, thể hiện tinh thần kiêu ngạo của Washington vốn kích động lòng hận thù giữa các quốc gia trên thế giới nhằm chia rẽ thế giới để kiểm soát trong thế giới đơn cực của mình. Washington đã từ chối kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Hamas, thay vào đó chọn tạm dừng nhân đạo này. Lầu Năm Góc cũng đã vận chuyển thêm vũ khí cho lực lượng Israel và điều động một đội quân hải quân tới phía tây Địa Trung Hải để thể hiện sự ủng hộ với Israel. Trong khi đó thì Israel và Mỹ đang cáo buộc Iran dàn dựng các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào dân thường Israel và cung cấp vũ khí cho nhóm này. Lầu Năm Góc cũng cho biết Iran đang ủng hộ lực lượng dân quân tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Về phần mình, Iran đã tán thành cuộc tấn công chết người của Hamas vào ngày 7 tháng 10 vào Israel, nhưng tuyên bố rằng đó là một cuộc đột kích hoàn toàn của người Palestine. Israel đã đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và tạo ra cái chết của 10.000 người dân thường Palestine và san phẳng giải Gaza ngày hôm nay. Hành động của Hoa Kỳ sẽ chịu một cái giá rất đắt từ Trung Đông cho các vấn đề ở tại Ukraine, mà nước Mỹ đang không có một đường lui nào ở đây. Tìm mọi cách để làm sao giải quyết các vấn đề nội bộ, vấn đề của dư luận, vấn đề của viện trợ đang khiến cho Mỹ phải lúng túng. Sau lời tuyên bố của Iran, chúng ta xem là những người công dân dư luận ở phương Tây nói điều gì. Những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái sẽ không bao giờ từ bỏ việc cố gắng kiểm soát hành tinh. Người Hồi giáo sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Thật không may, những người khác sẽ cúi xuống nhiều, nhiều hơn. Những người cúi xuống ở đây chính là châu Âu hiện tại, không còn gọi là đồng minh của Mỹ nữa, mà hoàn toàn là chư hầu phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ. Đây là một thông điệp khác mà Iran rõ ràng sẽ phớt lờ này. Hy vọng ngừng bắn là con đường tốt nhất của Israel phía trước. Cố gắng lôi kéo Mỹ như là Ukraine để làm này, khi bắt đầu cuộc xung đột bằng cách bắn tên lửa vào Ba Lan. Họ đang cố gắng tạo ra một cuộc chiến toàn diện ở tại Trung Đông. Và khi điều đó xảy ra, Mỹ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho các hành động khiêu khích của mình. Iran đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng. Israel và các chế độ Rouhani tham nhũng liên kết với Mỹ muốn gây chiến với Iran. Trong trường hợp xung đột nổ ra, Iran sẽ phải đối mặt với toàn bộ trục ma quỷ này, thậm chí có thể là cả NATO. Nếu Iran nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, nước này sẽ đánh bại những kẻ hiếu chiến. Nếu không, đó sẽ là một cuộc tắm máu cho cả hai bên, vì Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Nếu Hezbollah can thiệp, họ cũng sẽ phải đối mặt với trục ma quỷ Mỹ và châu Âu ngày hôm nay. Nhưng kẻ phải trả giá cuối cùng không ai khác chính là thế giới đơn cực không thể tiếp tục tồn tại. Trục ma quỷ đang tạo ra một bàn đạp thuận lợi cho Liên bang Nga để xây dựng một thế giới đa cực. Sự thật phũ phàng lạnh lùng của thực tế là tất cả mọi người, bao gồm cả Nga, Trung Quốc đều nhận thức rõ rằng sẽ phải trả một cái giá rất lớn cho việc đứng lên cùng bàn với bọn khủng bố thế giới, đồ tể, con người, bá quyền. Nhưng tất cả mọi người cũng biết rõ rằng nếu ai đó không này, cuộc sống trên trái đất sẽ phải chịu sự tồn tại của địa ngục dưới sự cai trị luật pháp trật tự thế giới phương Tây. Phương Tây tập thể đang đưa thế giới vào trục của Hoa Kỳ. Đây là trục ma quỷ chết chóc và chiến tranh bất ổn ở trên toàn cầu. Ít nhất những gì đã xảy ra không có gì đáng ngạc nhiên, vì công trình thủ công của Ukraine và Palestine đều có thể bắt nguồn từ một cái tên nào đó. 24 nghị định như thư ấy, của các trưởng lão uyên bác ở tại Rion. Ông tuyên bố rất rõ ràng rằng cách cai trị dân ngoại tốt nhất của người Do Thái là đạt được bằng bạo lực và khủng bố, chứ không phải bằng các cuộc thảo luận đàm phán hòa bình. Và cũng là con đường mà trục ma quỷ thực hiện để cai trị thế giới.
và đưa thế giới vào trục xung quanh của nước Mỹ. Iran đã gửi cho Hoa Kỳ một cái tối hậu thư mà Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng to lớn của mình khi mà cố gắng hung hăng xúi giục các vấn đề ở tại Trung Đông ngày hôm nay. Vấn đề Trung Đông mà quyết định sự đoàn kết của cộng đồng Hồi giáo là cánh cửa địa ngục toàn diện cho nền kinh tế của châu Âu, kích hoạt cuộc nội chiến từ các cuộc biểu tình bạo loạn có vũ trang ở tại châu Âu trong năm nay và những năm tiếp theo. Trong khi đó thì bản thân Ukraine đang đi vào bế tắc, nhưng bản thân ông Zelensky thì không thừa nhận. Sau khi mà Chủ tịch Ủy ban EC đi tới có màn động viên cho ông Zelensky để tiếp tục đưa quân đội, đưa nhân dân Ukraine vào quân đội ra chiến trường để chết chóc một cách vô ích, thì ngày hôm nay ông Zelensky cũng muốn mời ông Trump tới Ukraine để bàn luận về cái công thức hòa bình, bàn luận về cách để chấm dứt chiến sự ở tại Liên bang Nga, Nga và Ukraine đấy. Tổng thống Ukraine Zelensky đã mời cựu Tổng thống Donald Trump đến thăm đất nước của ông, hứa sẽ trực tiếp cho Đảng Cộng Hòa thấy lý do tại sao ông không thể giải quyết xung đột với Nga trong vòng 24 giờ. Cựu Tổng thống Trump nói rằng là khoảng 24 giờ ông ấy có thể giải quyết vấn đề và kết thúc chiến tranh. Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng ở trong ngày hôm qua, Tổng thống John Biden đã ở đây để và ông ấy, tôi nghĩ ông ấy hiểu một số chi tiết mà bạn chỉ có thể hiểu khi có mặt ở đây. Vì vậy tôi mời ông Trump đi tới đó là Kiev. Nếu anh ấy có thể đến đây, tôi sẽ cần 24 phút. Vâng, là 24 phút, không nhiều hơn 24 phút để giải thích với Tổng thống Trump rằng ông ấy không thể quản lý được cuộc chiến này, Zelensky tiếp tục. Ông ấy không thể mang lại hòa bình vì Tổng thống Nga Putin. Ông Trump hiện là ứng cử viên được yêu thích nhất để nhận đề cử trở thành Tổng thống năm 2024 trên đường đua và đang có lợi trước, đó là ông Biden. Tôi sẽ đưa ông Putin vào một căn phòng, tôi sẽ đưa ông Zelensky vào một phòng, sau đó tôi sẽ mang lại với nhau này và tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Ông nói với NBC vào tháng 9, ông Trump tuyên bố chỉ mất 24 giờ. Và Zelensky nói rằng ông chỉ mất 24 phút để giải thích cho ông Trump rằng sẽ không có điều đó xảy ra. Đây cũng được coi là một màn hỗ trợ từ ông Zelensky nhằm hạ bệ ông Donald Trump và ủng hộ cho những chính sách nhìn nhận của Biden cho Đảng Dân Chủ về cuộc khủng hoảng ở tại Ukraine ngày hôm nay. Nhưng điều này nó cũng đang thể hiện là một phương Tây tập thể đã và đang không giúp được cho Ukraine có lợi thế trên chiến trường, và họ đã thất bại trong kế hoạch khiến cho Nga thất bại chiến lược. Nếu nói về từ thất bại chiến lược ngày hôm nay, nó đang dành cho Mỹ. Đó là lý do mà xảy ra cuộc xung đột ở tại Trung Đông, cuộc chiến Israel và giải Gaza. Trong khi đó bản thân cựu lãnh đạo của cựu cố vấn của ông Zelensky thì tuyên bố rằng chúng ta cần kiến tạo hòa bình và thừa nhận rằng Ukraine dưới sự hậu thuẫn của phương Tây không thể đánh bại được Nga trên chiến trường là một thực tế mà đất nước Ukraine và phương Tây cần phải đối diện. Tức là cái lời tuyên bố này của cựu cố vấn, cựu trợ lý ông Zelensky tuyên bố ấy, nó đang nối tiếp cho sức mạnh tuyên bố của ông Zanudny là một sự thật trên chiến trường đang rất tàn khốc. Quân đội Ukraine không còn khả năng chiến đấu, không khả năng tiến lên và thậm chí không thể tiếp tục cố thủ ở trong các hầm hào. Một sự thừa nhận đang dấy lên một làn sóng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Hồi kết đang chờ đợi lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Chúng ta phải kiến tạo hòa bình này, cựu trợ lý Zelensky tuyên bố. Ukraine phải đối mặt với thực tế và thừa nhận rằng nước này không thể đánh bại Nga trên chiến trường với sự ủng hộ của phương Tây tập thể. Cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram trong cuối tuần qua, thay vào đó Kiev nên nỗ lực đạt được hòa bình với một câu để đổi lấy sự bảo đảm của NATO, vị chính trị gia này nói. Ông cũng nói rằng là niềm tin vào một chiến thắng nhanh chóng và đẹp đẽ của Ukraine trước Nga không gì khác ngoài một ảo tưởng. Cựu quan chức chính quyền tổng thống ban đầu khá lạc quan về triển vọng của Kiev và đã đưa ra những tuyên bố có hiệu quả như vậy trước khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công được thổi phồng nhiều vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên giờ đây ông nói rằng đã đến lúc phải từ bỏ ảo tưởng
để tránh một thảm kịch đang chờ đợi Ukraine. Chúng ta không có cơ hội để chiến thắng Nga dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và Âu. Lời tuyên bố này của cựu trợ lý ông Zelensky nó cũng nặng ký không kém lời tuyên bố của ông Zaluzhny là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Một sự thừa nhận phũ phàng đau đớn, phơi bày cho sự thất bại của phương Tây, hỗ trợ cho cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở tại Ukraine hoàn toàn sụp đổ, phá sản, thất bại và đang chờ đợi sự sụp đổ của thế giới đơn cực. Ông cũng nói thêm rằng kẻ thù mạnh hơn về mặt kinh tế, quân sự, huy động và tổ chức. Ông nói thêm rằng các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine không muốn chứng kiến Nga bị đánh bại là một sự thật mà chúng ta phải khẳng định. Trong toàn cảnh hiện tại thì một chiến thắng quân sự trước Nga dường như là không bao giờ xảy ra được. Vì chính đối tác của chúng ta cũng nhận định rằng không thể đánh bại Nga trên chiến trường mà chỉ chờ đợi Nga thất bại chiến lược. Để khiến Nga thất bại chiến lược, chúng ta cần rất nhiều thời gian, khí tài hiện đại hơn. Trong khi phương Tây tập thể, công nghệ quân sự đang đi sau Liên bang Nga cả chục năm. Cựu trợ lý cũng nói rằng niềm tin vào chiến thắng đơn giản là chưa đủ, đồng thời kêu gọi người Ukraine tỉnh táo và đối mặt với thực tế là chúng ta không thể có một niềm tin ảo tưởng trước sức mạnh quân đội của Liên bang Nga và sự suy yếu của chúng ta mà có thể đánh bại được Nga. Ông cảnh báo rằng nếu Kiev tiếp tục chính sách thành công hiện tại trong nửa năm, Ukraine có thể quên NATO đi này, đồng thời cho biết thêm rằng những người phương Tây ủng hộ Ukraine được cho là đang cân nhắc việc cung cấp cho Kiev những đảm bảo nhất định dù không có tư cách thành viên đầy đủ nào vào EU hay là NATO. Một sự thật đang được phơi bày cho sự suy yếu mất đoàn kết của đồng minh, cho thấy phương Tây tập thể đã không còn khả năng để hỗ trợ cho chúng ta. Chính trị gia người đã tuyên bố tham vọng trở thành tổng thống của mình để đề nghị Ukraine yêu cầu gia nhập NATO để đổi lấy cam kết không cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ của Nga kiểm soát thông qua các biện pháp quân sự. Ông nói tất cả những cuộc nói chuyện về việc quay trở lại biên giới năm 1991 thông qua các hành động quân sự không hoàn toàn ấy, trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể là lời nói suông. Đây là một bệnh ảo tưởng của chính quyền chúng ta hiện tại và chúng ta phải đối mặt với một thực tế rằng EU và Hoa Kỳ không thể giúp đỡ được chúng ta trong cuộc chiến hiện tại. Cựu trợ lý này đã đưa ra một loạt dự đoán ngày càng nghiệt ngã về tương lai của Ukraine trong những tháng gần đây. Ông cảnh báo hồi tháng 8 rằng việc xâm chiếm Crimea sẽ khiến 200.000 người Ukraine thiệt mạng và dự đoán xung đột giữa Moscow và Kiev có thể kéo dài đến năm 2035. Ông cũng kêu gọi thay đổi lãnh đạo. Ông cũng cho biết vào tháng 10 rằng chính phủ Zelensky lãnh đạo đã cho phép tham nhũng và kém năng lực phát triển và cuối cùng là thất bại trong việc gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Đầu tuần này, ông cũng cho biết giới lãnh đạo của chính trị quốc gia không tính đến tình hình thực tế và đang theo đuổi những chiến thắng mang tính biểu tượng thay vì theo đuổi một chiến thắng phù hợp. Căn bệnh ảo tưởng đang xâm nhập vào giới lãnh đạo của chúng ta ngày hôm nay. Căn bệnh ảo tưởng. Lời tuyên bố của cựu trợ lý ông Zelensky kết hợp với lời tuyên bố của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đủ để chúng ta thấy một sự thất bại toàn diện của phương Tây tập thể nhằm khiến cho Nga thất bại chiến lược. Sau lời tuyên bố này, chúng ta xem công dân vườn địa đàng nói cái gì. Ông ấy đã đúng này và biết rất rõ lời dạy của sự thất bại mà tổ tiên phương Tây đã gặp phải. Người Do Thái có thể dùng lời nói dối để qua mặt người ngoài. Và ngày hôm nay ở tại Ukraine cũng đang có một nhà lãnh đạo là người Do Thái. Và họ đang tự nói dối để biện minh cho sự thất bại thảm hại của mình. Một sự thật không thể chối cãi là phương Tây đã thất bại trước Nga. Bạn đã xúi giục nó này, Nga đã tha nợ cho bạn này, họ đã trả hết nợ cho bạn và bạn đã đâm sâu lưng những người bạn phương Tây của bạn, những người đã đâm bạn và đến ngày hôm nay bạn đã thất bại, không có cơ hội để giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một sự ảo tưởng không còn dừng lại ở tại Ukraine mà nó đang lan truyền sang cả châu Âu. Họ đang cố gắng để động viên nhau trước sự thất bại trên chiến trường.
rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, đoàn kết cùng với Ukraine để chống lại Nga tới cùng. Họ sợ hãi trước sự lãnh đạo của ngài Putin và họ biết rằng không có cơ hội để vượt qua tầm nhìn trí tuệ của Điện Kremlin ngày hôm nay. Con đường duy nhất của phương Tây là quỳ gối xin hàng trước gấu Nga. Trong khi đó, lính Ukraine đang quay cuồng và lo lắng, sợ hãi thừa nhận chúng ta đang thua, không có cơ hội để chiến thắng ở đây. Tại sao gần đây các binh sĩ và quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Ukraine cùng phương Tây tập thể lại liên tục nói về thảm bại và thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine như vậy? Ở miền đông Ukraine, nơi một mùa đông khắc nghiệt khác đang đến dần, đến nguy cơ các cuộc chiến lớn ở tiền tuyến bị đóng băng, nhiều người lính Ukraine đang đưa ra đánh giá nghiệt ngã về cuộc chiến. Chúng ta không thể tiếp tục cố thủ ở các đường hào trong khi lực lượng vũ trang Liên bang Nga không ngừng nã đạn pháo vào các hầm hào của chúng ta. Khi một đại tiến ra lút đi, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với báo chí tuần này đã đưa ra tuyên bố gây tranh cãi rằng tình hình ở trên mặt trận là rất bi thảm, không có cơ hội để thay đổi cuộc chiến. Sau thừa nhận của tư lệnh Zaluzhny rằng cuộc chiến với Nga đã đi vào bế tắc, nhiều người cho rằng có cả quân nhân Ukraine đã tỏ ra bi quan về cuộc chiến. Tôi đã nói điều đó được một thời gian rồi. Từng bước một, chúng tôi đang thua trong cuộc chiến. Một quân nhân Ukraine sử dụng một biệt danh để nói với lại AFP. Cuộc chiến tính này càng kéo dài thì điều đó càng tồi tệ với lại chúng tôi. Chiến tuyến giữa quân đội Ukraine và Nga phía đông và phía nam Ukraine đã hầu như không dịch chuyển kể từ tháng 11 năm ngoái. Chúng ta hoàn toàn dậm chân tại chỗ và quân Nga vẫn thành công để tấn công và tiêu diệt hậu cần và binh sĩ của quân đội Ukraine. Một sự tiếp cận mới ngày hôm nay tốt nhất cho lực lượng vũ trang Ukraine và phương Tây là bước bàn đàm phán và thừa nhận sự thất bại. Trong khi đó, Nga vẫn cứ thành công ngăn chặn thành công việc luân chuyển của lực lượng vũ trang Ukraine và ngăn chặn việc vận chuyển khí tài đạn dược hỗ trợ cho Ukraine ở ngoài chiến trường. Một sự thành công của hợp đồng binh chủng quân đội Liên bang Nga ở trên toàn chiến tuyến đã khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine khó có thể di chuyển và nhận được nguồn tiếp tế. Phần lớn đạn dược khí tài của lực lượng vũ trang Ukraine chưa kịp ra chiến trường thì đã bị Nga tiêu diệt. Và binh sĩ ra ngoài chiến trường thì không thể đổ bộ quy mô lớn bằng tăng thiết giáp và xe bọc thép vì hỏa lực của Nga quá mạnh. Lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng những nhóm nhỏ từ 8 đến 12. Đây chỉ là con đường chụp ảnh để thông cáo báo chí, chứ không phải là con đường để lực lượng vũ trang Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Một sự thật đau đớn đang được phơi bày cho thế giới thấy về cuộc phản công thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine không dám thừa nhận. Trong khi đó, các quan chức Ukraine hiện tại như là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine thì họ cũng biết rất rõ, chính phương Tây tập thể họ cũng biết được là không thể hỗ trợ cho Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường mà chỉ chờ đợi duy nhất là nhờ lệnh trừng phạt thì nền kinh tế Nga sụp đổ, cách mạng màu diễn ra tại Ukraine. Và họ tin tưởng với mức độ tiêu hao thì nền an ninh quốc phòng của Nga sẽ bị vỡ vụn, tiêu hao và dẫn tới sự suy yếu. Đến ngày hôm nay sau 20 tháng, người ta thấy phương Tây đang suy yếu, còn Nga thì không. Ukraine thì hé lộ kế hoạch dùng UAV quy mô lớn để tấn công vào Nga trong mùa đông năm nay. Có cơ hội hay không? Hay nó chỉ nằm ở việc đó là hù dọa? Ukraine có một đặc thù là trước khi tấn công, đưa ra tuyên truyền hù dọa vô cùng lớn, kéo dài một khoảng thời gian. Và đương nhiên là để cho Nga có đủ thời gian đối phó với tất cả mọi kế hoạch của Mỹ và Âu cùng với lại Ukraine. Mọi kế hoạch người ta cần phải bí mật bất ngờ, đằng này lại bô ra để cho cả thế giới thấy về kế hoạch tấn công của mình. Theo như báo của Nga Zianovosti, người đứng đầu Tổng cục Hệ thống Tấn công Chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, mới đây nói với lại báo chí của Anh rằng Ukraine có ý định tích cực dùng UAV tấn công vào khu vực của Nga trong mùa đông tới. Lãnh đạo Tổng cục Hệ thống Tấn công Chiến đấu thuộc Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine
nói rằng là Ukraine dự định tấn công kinh nghiệm đã có được trong năm qua bằng cách sử dụng UAV bầy đàn để tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga trong mùa đông năm nay. Nếu như những kế hoạch này thành công, Ukraine đã chẳng thảm bại như đến bây giờ. Kiev thì đang cố gắng để điều tra về vụ tấn công của Nga khiến cho 20 binh sĩ bị chết. Câu chuyện về những cuộc tấn công của Nga trong ngày vừa qua đã gây tiêu hao lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Để quan chức đương chức cùng với lịch cựu quan chức Ukraine phải thừa nhận, chúng ta phải bước ra khỏi cái cơn ảo tưởng rằng sẽ đánh bại Nga trên chiến trường. Đây là điều không thể xảy ra. Một thực tế là Ukraine đã thất bại và chúng ta còn tiếp tục thất bại. Thừa nhận như vậy thì còn gì để mà chiến đấu. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.